trộm cắp gia tăng vì người nghiện ma túy sống lẫn giữa cộng đồng. Dư luận Sài Gòn đang chấn động vì tin cho hay nạn trộm cướp tăng vọt tại Sài Gòn những ngày qua vì người nghiện ma túy không được đưa vào các trại cải huấn để giúp cai nghiện. Báo mạng VN Express dẫn lời đại diện chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn chiều ngày 6 tháng 10 năm 2014 cho biết, Sài Gòn hiện có trên 19.000 người nghiện ma túy đang sống lẫn trong cộng đồng. So với năm 2013, số người nghiện ma túy tại Sài Gòn tăng hơn 7.000 người. Phúc trình của Công an Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn cũng nói rằng, vì không được đưa vào các trại cải huấn để giúp cai nghiện, gần 2 vạn người nghiện ma túy ở Sài Gòn tụ tập thành băng nhóm, tham gia các đường dây cướp giật, trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy. Nhiều người dân Sài Gòn lo sợ về tình hình tội phạm tăng nhanh tại đây thời gian qua, vì khi cơn nghiện hành hạ thì con nghiện có thể làm bất kỳ điều gì hung ác để kiếm cho ra tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Theo ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn, quy định đưa người bị nhiễm ma túy vào trong một trung tâm cải huấn giúp cai nghiện hiện nay rất khắt khe. Chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đòi phải có đủ giấy phép của ngành y tế, công an, lao động và tòa án Cộng sản Việt Nam tại địa phương mới tiếp nhận người nghiện. Quy định này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được ban hành từ đầu năm nay đã làm tê liệt hoạt động của các trung tâm cai nghiện. Chính vì vậy mà người nghiện ma túy sống lan tràn khắp nơi trong cộng đồng, hút chích công khai ở nơi công cộng. Báo mạng VN Express dẫn lời ông Triệu Văn Đạt của Tổng cục Cảnh sát bài trừ tội phạm của Công an Cộng sản Việt Nam cũng thú nhận rằng tội phạm đang gia tăng tại Sài Gòn chỉ vào một nguyên nhân là số người nghiện ma túy tăng vọt trong thời gian qua.